Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video phần 2 đám cưới người dân tộc Tày của mình nhé. Như video trước mình đã nói về những phong tục, tập quán cũng như là cái buổi lễ diễn ra tại nhà gái rồi. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn theo chân mình để quay trở lại với nhà trai của chúng ta nhé. Đây là phái đoàn của nhà trai bước ra cổng để đi đón dâu các bạn ạ. Đấy, đi đầu tiên là bác trưởng đoàn nhé, thứ hai là bà đón, tiếp theo ba chàng trai, đó chàng trai đứng giữa là chú rể và hai bạn rể. Còn đứng cuối cùng là hai cô đón đấy các bạn ạ, đều mặc trang phục của người dân tộc Tày các bạn nhé. Như video trước mình cũng đã nói rồi, chú rể này thì có nguồn gốc là người Kinh, nên là chú rể và hai bạn nam bạn rể đó thì là vẫn mặc vest như bình thường các bạn nhé. Một điều đặc biệt là sẽ đội cái mũ đen, mũ phớt đấy, là truyền thống của người dân tộc Tày để đi đón dâu các bạn ạ. Là kết hợp giao thoa giữa dân tộc Tày và dân tộc Kinh các bạn nhé. Đây là phái đoàn nhà gái đang đứng để tiếp đón các quý khách. Và nhà trai chúng ta đang tiến vào nhà sàn các bạn ạ. Ở video trước thì mình cũng đã nói rồi về cái buổi lễ diễn ra tại nhà gái rồi. Thì video này mình sẽ lướt qua nha. Chỉ lướt qua cái giai đoạn mà đi đón dâu và đón dâu về thôi. Mình sẽ nói sâu hơn về cái những món ăn và những cái phong tục ở bên nhà trai cho video thứ hai này các bạn nhé. Sau một quãng đường di chuyển khoảng 3 km từ nhà gái ấy, thì tất cả đoàn của chúng ta đã đến cổng của nhà trai rồi. Các bạn để ý này, một điều đặc biệt của người dân tộc Tày đám cưới nhá, là cô dâu sẽ mang theo là chăn màn này, gối này, đệm này, chiếu này, móc quần áo này, chậu này, khăn mặt này, tức là các đồ dùng cá nhân sinh hoạt thường ngày các bạn nhé, cô dâu sẽ mang sang. Theo mình tìm hiểu thì nó sẽ mang những cái đồ dùng của bên nhà mình mang về nhà chồng thì sẽ mang được cái hơi ấm từ gia đình của bố mẹ đẻ về nhà chồng để không có cảm giác xa lạ. Rất là hay các bạn ạ, rất là ý nghĩa. Đây trang phục của hai bạn dâu và cô dâu lại đội cái nón cao là khác với cái nón bình thường các bạn ạ. Cũng là truyền thống của dân tộc Tày đó, nhưng mà lại của nhà gái. Đó các bạn để ý này. Đấy, hai cô đón này đang bê một cái chậu này, khăn mặt này, móc quần áo này, gối này. Bạn rể kia thì lại bê một cái đệm và một cái chiếu nữa. Cô dâu các bạn để ý nhá, cô dâu sẽ xách một cái siêu nước và một bó lúa bên cạnh này. Còn các bạn rể cũng như là phái đoàn nhà gái sẽ được mời rượu trước khi bước lên bậc thang của nhà sàn nhé. Đó, lại cái tiếp đón nó rất là khác so với nhà gái. Ở video trước thì các bạn thấy rồi, phong tục lễ nghi diễn ra tại nhà gái thì là do chú rể và hai bạn rể thực hiện. Còn bên nhà gái này thì là do cô dâu và hai bạn dâu sẽ thực hiện nghi lễ các bạn nhé. Đó, tại nhà trai thì chú rể lại đi tiếp khách các thứ chứ không phải làm nghi lễ gì. Còn ở nhà gái thì cô dâu lại không phải làm gì, chỉ chú rể với hai bạn rể thực hiện nghi lễ thôi, lễ nghi thôi. Mình sẽ quay trở xuống bếp một chút nhé, để giới thiệu cho các bạn cái phong tục trên Tây Bắc mình. Là không có đặt cửa hàng, đặt nhà hàng đâu các bạn ạ. Là do người thân, này, gia đình, bạn bè, làng xóm, láng giềng là sẽ tụ tập lại. Những ai biết làm những món gì thì sẽ được phân công làm món đó. Đó, đây là món thịt nướng này. Món này mình cũng đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà thấy tất cả trong các món ăn thì món này là vất vả nhất. Nhất là nếu mà rơi vào dịp hè rất là nóng các bạn ạ. Những món ăn cơ bản thôi, đa phần là sẽ xuất phát từ thịt trâu, thịt bò và thịt lợn.
là những món ăn chính của bữa tiệc ở trên Tây Bắc mình các bạn nhé. Đó, cái thịt vừa nướng xong này, đang được anh tuốt ra và chuẩn bị cho lên đĩa. Món bên cạnh này là món nem rán này các bạn này. Nem rán, đó toàn cảnh dưới bếp này. Cả nam cả nữ nấu ăn rất là vui vẻ các bạn ạ. Cô gái xinh gái quá, xin chào. Là cuốn nem đó. Đây là toàn cảnh bên phía dưới của nhà trai, dưới nhà sàn này các bạn này. Đang bày ra những bàn tiệc sẵn sàng để đến giờ đón khách rồi. Đây, như mình cũng đã nói rồi, tại nhà trai thì cô dâu và hai bạn dâu sẽ làm nghi lễ nhé. Đó. Đây là nhà trai này. Còn chú rể bây giờ thì đâu? Buổi lễ của chúng ta đã được diễn ra rồi đấy các bạn này. Đó, cô dâu sau khi đã làm buổi lễ thì đã thành dâu của gia đình nhé. Và đã chuyển sang mặc trang phục bình thường, đó là một tà áo dài truyền thống của người Việt Nam, rất là đẹp. Và chú rể thì thắt cravat, mặc vest và không đội cái mũ nồi bên trên nữa. Rồi có lẽ mình video phần sau này mình sẽ ghi lại những hình đỉnh đẹp của đám cưới nhé. Và xin phép là video sẽ dừng lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, hai video của nhà gái và nhà trai của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh nhé, cũng như nhấn chuông ở bên phía dưới để ủng hộ mình để theo dõi những phong tục tập quán của Tây Bắc chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.